Các bạn thấy nè, đang đứng nguyên thủy sơ cấp thứ cấp có không chính hoàn thể em thành bản. Trên thực tế nó không có đều đặn như vậy, nó lộn xộn hết, nhưng mà vẽ nó cho các bạn tưởng tượng. Nhưng mà các bạn tưởng tượng thế này là nó chính, nó nhô lên, và nó nhô lên thì ở trong đây nước quá trời luôn nè, và nước quá trời nó đang làm vậy. Hoặc là do cái dịch năng nước nhiều quá, áp lực tăng cao, tức nước vỡ bờ. Cái thứ hai, thằng này lại quét quét hoài, mệt quá, bảy cái bụng. Hoặc là cái ngày thứ 14, lượng em là hát tăng cao. Cho nên cơn này nó sẽ làm cái trứng, người ta nói cơ chế của nó có thể là như vậy. Sau khi đủ trứng rồi, thì nó sẽ tạo thành cái hoàn thể. Hoàn thể nó sẽ phát triển lên, để làm gì? Nuôi cái gì, nếu có, ở trong đó. Nhưng mà nếu không có cái gì, tức là cái thai đó, thì hết cái chu kỳ này, chuẩn bị có kinh nữa thì nó phải mất kinh. Cái gì nó mới đẻ ra? Cái hoàn thể này nó có hai loại, chu kỳ hay là thai nghén. Chu kỳ thì tồn tại một tháng rồi, nó một tháng chứ trên thực tế là chỉ được có 15 ngày thôi, 14 ngày gì đó. Tại sao vậy? Ở đây mình sẽ có cái hình ảnh này. Ngày thứ 14 thì đụng trứng chứ gì? Vậy thì ở đây là 28 ngày. Ở đây là 1 ngày, 3 ngày là có kinh. Còn ở đây 14 ngày thì trứng đụng. Như vậy, cái sơ đồ này là sơ đồ cuối bài mình sẽ có cái sơ đồ này. Và như vậy thì các bạn sẽ thấy là sao? Cái hoàn thể sau khi đụng trứng nó có. Vậy thì cái hoàn thể này nè. Đó. Ở đây, ở đó. Nếu như có thai thì xuống đi tốt, còn tháng 2 tháng 3 tháng thì còn là đó cuối cùng chết. Tại sao vậy? Tại vì khi mà hai cái anh chị này nè, cái này được rút cho nó tinh trùng bò lên và ngay 1/3 ngoài ở ngoài đó nó sẽ kết hợp lại thành cái phôi. Bây giờ nó không phải chết thai. Thường thì ví dụ kể trên một tuần mình kể trên 2 tuần là lên thai, tại cô có thai ngày mừng quá, ô nhớ rồi có thai rồi đi phá cái thai mình đi, thì như vậy là chưa phải là cái thai mà nó bị là cái phôi dưới 8 tuần. Dạ, khi nào nó lên hình thành đầu mình tứ chi rồi thì lúc đó nó là cái thai. Cho nên nếu như bị vỡ cái hoạch trong giai đoạn đầu thì đi hút thai, chứ mà cái hút nhỏ hơn cái này là bằng cả hút nước á, từ hút như không á, cho nên chỉ để cho hút là được tạm rồi. Nhưng mà khi nó đã có đầu mình tứ chi thì nó là thai thì phải nạo thai, nạo thai thì phải có cái muỗng thì phải đút vô nạo, và cái xương thì không thể nạo được nên phải có cái kẽm cắt ra. Đó là những cái phần kia. Còn cái phần này thì không thể cắt được nếu như mà không có bỏ bỏ. Chính vì vậy mà khi nó càng lớn lên thì người ta càng từ chối, người ta không làm. Tại vì cơ may mình kéo nó ra nó bị xước cái lỗ cổ xương phục, và nó xước chỗ này nó chảy máu, nó cuốn. Tại sao chị từ ngoài này nè nhìn vô nhỏ xíu ra thu chậm lắm, rất là khó khăn để mà thành đó. Cho nên là người ta không làm. Nếu em đã lỡ rồi thôi là ơn để nó đi bó định, nó lại đi 5 tháng lại sanh cô bạch tăng trưởng em nguyên em ra thì nó không sanh được. Thì đó là các bạn thấy, nếu như trong trường hợp đó nó sẽ nằm ngay đó, nó đi từ từ, và nếu nó đi vô mấy chục tiếng một sau nó vô tới đây, nó phải nằm một khúc này, đây là đúng. Còn nó nằm dưới này là không ổn rồi. Tại vì nằm dưới này là nhau lắm đấy, nhau tiền đạo. Cái tiền đạo nằm đây lấy được không ạ? Khi anh chuyển dạ, anh chuyển dạ thì biết bao lâu sau, mấy tiếng, mấy giờ tiếng, có khi mấy ngày thì cái đẻ bé ra như vậy là bé mà em biết chích chích giống như vậy nha. Đây rồi, cái này là đang làm thành tử cung à, thành tử cung của mình thì mặc áo luôn á, đang này. Tự nhiên nó đang ở đây cái bắt đầu chích rồi bị mặn chảy ra. Rồi, cái gì nó không ổn rồi. Cho nên bây giờ nếu mà cái chỗ này anh em mở ra, tại vì em gần xanh, đó nhỏ xíu mà, bây giờ gần xanh em phải bự lên gì, cái ổn nó chưa ra được chứ. Cho nên bây giờ nó phải mở ra. Mà khi nó mở ra có phải là cái thằng này đó, nó phải mở. Nó mở ra gì thì nó giống nhất, mà nó biết thằng này giống nhất theo, vậy là chảy máu. Còn cái chuyện mà nó nằm ở trên, nó không giúp ai trên đó. Còn bây giờ cái này, em bé nó nằm ở đây với nhau, bác bác cho thằng này là phải bỏ. Cho nên mấy thằng này là nửa mình vô mà thấy cái đó mà lén vô mình thọt là bị lan, tại vì mấy nó đụng tới là mình chảy máu.
chịu khó đựng mấy cái vô đồ sinh để làm gì, và kêu chích thuốc hay đăng gì thì là làm sai cái gì đó cũng mừng cho bạn, thêm cho bạn thương thương có gặp thì gặp đi, có cái nào thì gặp nhận điện thoại cho tôi biết đi, có cái người mặt nhận điện thoại, còn mà không có quen bạn vô đây đây chảy máu là mọi đi ra đi ra đi ra là chạy tôi bước dần cả đời khi ra đường cũng bao giờ thấy được đó. Đây là cái chuyện là đi học mà chơi với mấy cô đó là lợi hại lắm nha. Rồi bây giờ các bạn thấy là cái điều đó thì các bạn thấy nè này, nhưng mà nếu vì một lý do gì đó cái anh này ảnh đi, ảnh vừa đi vừa lớn mà ảnh hình thành đi 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 càng ngày càng đi càng lớn, đến mấy chục tiếng hồn sau vô vị trí này là bình thường, nhưng do một lý do gì đó mà ở đây nó bị hẹp quá, do cái thằng này nó lớn quá, nó đi qua không có được, có thể là do bị tiêm nhiễm trước đó, có thể là do anh này di chuyển chậm quá, có thể là do bị nước tích quá thành ra chậm chẳng hạn, nó rất là nhiều lý do. Nhưng mà bây giờ tới đây đi không được, chen ráng chen ráng chen ráng chen thì khi đó nó sẽ làm răng răng cái này, nó sẽ răng răng đây, nó chen vô chen không được là cô sẽ bê bê quá, và đến lúc nào nó chen không được nữa làm cái bụng thay ngoài chứ không phải, và lúc đó thì máu hoàn toàn sạch sẽ, cho nên máu sạch đó lấy em chuyển trả lại cho bạn ấy điều mở là nó. Thì đó là cái trường hợp mà anh đang đi như thế, anh không thành công. Đây, nhưng mà tôi đang nói đến cái công đoạn này, cái công đoạn này thì nhớ cho cô một cái nan chính, một cái nan chính thì phải bao gồm một cái đoạn cộng với cái gì, nhiều tế bào nan nan một bên đây 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 này. Bây giờ mình sẽ lật qua cái chỗ mà có năm cái hình tròn này, bắt đầu năm cái hình tròn đó các bạn coi giùm cô, cái này là cái ngõ ai phía ngoài này có một hàng tế bào đang gì, đó là đang gì, đang trứng nguyên thủy. Nếu mà đang trứng nguyên thủy thì một hàng tế bào đang dẹp thôi, nhưng mà bây giờ cô lên thêm một cấp độ nữa là đang trứng gì, sơ cấp có mấy hàng tế bào, cũng một hàng thôi nhưng nó phát triển lên vuông rồi và nó bắt đầu xuất hiện mạch tập trung, đúng không? Đây, bây giờ cô đi thêm một giai đoạn nữa là gì, nang trứng thứ cấp, và nang trứng thứ cấp thì đương nhiên là mấy hàng tế bào, hai hàng đó là quá là nhiều luôn, được chưa? Vậy thì bây giờ đang cái đơn bản này cô vẽ của cái nang trứng gì thứ cấp, tên gọi khác của nang trứng thứ cấp, nang trứng gì nang trứng đặc là một cái nang trứng có từ hai hàng tế bào nang vuông trở lên, cái gì là thiêu thi chỉ vô cái nang trứng nguyên thủy, hỏi tế bào gì nang dẹp, mặc dầu có khi không nhìn thấy nó nhưng mà phải nhớ nó là nang dẹp. Rồi còn thứ cấp trở lên thì nang vuông. Bây giờ tới cái giai đoạn này là giai đoạn có không, thì các bạn nhìn ở đây nang trứng có không, tu có một cái không, rồi cô có thêm một cái hộp nữa, rồi cô có thêm một cái hộp nữa, bây giờ cô có ba cái hộp, nhưng mà nó sẽ phát triển nha, rồi phát triển lớn là cái hộp này bự quá, cái thằng này mỏng te lại luôn, đây bây giờ thằng này nó chung thành với nhau luôn, rồi mất tiêu cái thằng luôn, này mỏng luôn, ngoài này cũng mỏng luôn, rồi chung luôn, cuối cùng còn hai, bây giờ còn có một, vậy thì bây giờ mình còn có một cái hộp thôi, và cái hộp này nó chứa dịch ra nước quá nhiều, và dịch ra nước quá nhiều nó mới đẩy cái thằng ngõ này nè bay xuống phía này, thì bây giờ cái anh ngõ này nó sẽ được đẩy xuống phía dưới, vậy thì nó sẽ nằm ở đây, bay nó xuống nó vẫn còn đây, các tế bào nó xếp lại như thế này và nó đã thành cái nang chứng chính, và nhớ nang chứng chính trên phần thực tập đừng có đi tìm chính là cũng có tiêu này. Xong nha. Đây, bây giờ cái nang trứng chính này các em mới nhìn vào đây, các em thấy là sao? Nếu cô giả sử đây là một cái canh thì phần đó là phần gì của cái canh? Cô bị chịu cô, chưa đi. Ai ở trong đây nước không nè,
nước không, nước quá nhiều. Bây giờ mình đi đủ, mình thấy nước quá trời luôn, mà nó có một cái cục đất mô lên để cho mình có thể ngồi cái dây lao, cái đó kêu là cái gì? Cái gò. Đó là cái cuốn gò. Và cái gò này đang đeo cái gì đây? Cái gò. Cho nên cái phần mũi tên đó đang gọi là cuốn gò. Hồi nhỏ mình đi học, mình vẽ ông này là ông gì? Ông mặt trời. Và cái này đang là cái gì? Cái tiền. Gì nó giống này nè. Cho nên ở đây người ta gọi là tế bào vòng tiên, hay là tế bào vòng tiên, thì nó sẽ thấy rất rõ trong một cái này. Rồi sao rồi, bây giờ nó chín thì sao các bạn? Rụng. Rụng là cái gì? Rụng trứng ai cũng biết, nhưng mà nói cái rụng trứng có nghĩa trong bài ngày hôm nay là sự thoát cái nõn của nam tinh. Cái gì thì nó sẽ phải đứt ngay đây, đúng chưa? Và nếu đứa đứa ngang đây thì cái anh lo vòi tới đây nè, nó ra ra đó, nó bể chỗ này đi. Khi nó bể chỗ này thì cái anh này sẽ bay đi ra ngoài theo cái đường kia đi. Như vậy người ta đang yên đang lành, đứt ngang cái chuyện gì xảy ra? Chảy máu. Và những mạch máu li ti đó nó sẽ được bích lại bởi những con tiểu cầu, làm thành nút cặn tiểu cầu, máu không chảy nữa, trở thành cục máu đông. Đây, bây giờ các cái mạch máu này nó sẽ được tăng sinh trở lại, và các cái tế bào ở đây tiến ra chất tiết đặc biệt đổ vô trong mạch máu thì đó là tuyến nội tiết. Và cái mà chúng ta đang kể tự nhiên đang yên đang lành đứt phát còn thành cái thạo đó gọi là cái hoàng thủy. Là mình nói nãy giờ có hai cái hoàng thể chu kỳ mình kể hai cái đó. Như vậy cái này là cái hoàng thể. Và cái hoàn thể này được các cái tế bào đang chằng chịt như thế này mà chất tiết đổ cho mạch máu, cho nên người ta nói tuyến đó là tuyến nội tiết. Kiểu nước là vì nó đang chằng chịt với nhau, thêm chữ nữa tạm thời, tại vì mỗi tháng một lần, chứ không phải là những gì. Rồi, buồng trứng nó có hình hạt đậu, buồng vỏ chứa nang trứng, nang trứng không thể nào buồng vỉ. Buồng vỉ thì chứa rất nhiều thành phần trong đó, nhưng mà phần mình học là chỉ học cái mạch máu đầu to với cái mạch bạch huyết thôi. Cái mạch máu đầu to này còn gọi là động mạch xoắn, xoắn ốc. Hai biểu mô của nó có tên là biểu mô mỏng, tên nó là các bạn có nói là biểu mô buồng trứng là biểu mô cung đơn nha, nói nó là biểu mô mỏng. Nhưng biểu mô mỏng ở đây nó có cấu tạo của nó là biểu mô cung đơn. Ở phía dưới của nó là màng trắng, hồi nãy cô nói rồi, một cái nang trứng bao gồm cái đoạn và nhiều nhiều tế bào nang, hồi nãy nói rồi, nang thì có thể là nang vuông hoặc có thể là nang dạng. Con người phụ nữ thì nhiều trứng lắm, quá nhiều, nhưng chín thì được 400-450. Ba mươi giây suy nghĩ thôi, tại sao là con số đó? Tại sao là 400-450 thế? Tại sao không là 300-350 mà là 400-450? Suy nghĩ được ba mươi giây. Nhưng mà quan trọng là lúc mà nó chết thì không để lại dấu tích gì hết.
Nhưng mà nếu mà từ sơ cấp trở đi thì nó còn có lớp thích là ngày sắp tới. Đây, các giai đoạn của nó là nguyên thủy sơ cấp thích cấp có mặt và chính là năm mình nói rồi. Đây, hình ảnh là khi nó thoát cái mỏng ra thì nó sẽ còn lại cái hoàn thể. Và cái hoàn thể này nó sẽ thoái hóa đi, cái rắc nát mất tiêu đi cho một chu kỳ mới. Vậy thì bây giờ mình mới coi coi nó là cái gì. Cái này là kỳ quan kinh tế. Rồi, cái này là rụng trứng. Rồi, ngày thứ 14 rụng trứng. Nhớ điều kiện kỳ kinh là 28. Nếu cô tới 32, 33 ngày cô mới có kinh một lần thì trứng cô sẽ rụng tới đây thì cô sẽ rụng. Chịu chưa? Rồi, cho nên bây giờ cái anh này là tại sao tới đây anh còn bự quá mà tới đây là anh tiêu. Tại sao? Tại vì cái anh này nè là ảnh sẽ xuất hiện như chỗ này. Hiểu chưa? Cũng đứng thì nó mới có. Và cái này là cái hoàn thể nè. Và hoàn thể này nó sẽ tiết ra progesterone. Cho nên chỗ này progesterone cao nhất ngưỡng. Và xuống tới đây, tụt xuống. Nếu bị tụt progesterone thì chuẩn bị cho một kỳ kinh. Cho nên trong kỳ kinh thì progesterone giảm. Và ở đây người ta nói ngoài cái chuyện progesterone giảm xuống thì hoàn thể nó sẽ phải mất đi được. Tại sao nó mất? Tại vì hoàn thể nó biết rằng này thằng này giảm có nghĩa là tại kia đi đâu rồi. Được chưa? Như vậy cái anh hoàn thể này ăn ở đây là vẫn cứ còn ở đây để làm gì vậy? Rủi mà nó có thai thì còn phải sống tới 3 tháng tới đây để nuôi nó chứ. Tại vì nó có thai không sao biết được. Tại vì chỗ này đấy này không biết có thai không, nếu trên đường vô tưởng có thai thì sao không chết được, tại vì thằng này nó sẽ sống cái đây mấy chục tiếng nữa. Còn ở đây nếu như trên đường vô đây có bầu không, có, tại thằng này nó cũng sống thời gian nữa, mà khi thằng này nó sống thì nó có hai thằng nó chạy, một thằng thì chạy rất là nhanh chưa đi hết trơn, nó là tới đây là chết mất tiêu rồi, chúng ta chưa kịp được con chết rồi. Còn cái thằng này cứ từ từ khi nó tới đây thì nó sẽ ra một cái ngang. Đây, thì thầy nè, cắm nha. Cảm ơn, đừng sơ hối gì cho tôi nghe khúc này nè. Có ổn rồi. Được chưa? Đây, bây giờ cô mới hỏi khúc này. Alo, đưa đi. Có ổn không? Thưa, đúng rồi. Cuối tháng này cô không phải 28 ngày đâu, tháng này 24 ngày là cô mất kinh rồi. Thì trứng rụng nó sẽ lùi về phút này. Thì thằng này còn đang sống rồi, nó đã làm trứng rồi. Tương tự, phút này cũng không an toàn. Cho nên cái đây nó gọi là an toàn tương đối hay là tuyệt vời. Rồi, bây giờ cái chỗ này là hơi xui, tôi không biết đâu. Cho nên tốt hơn hết là ơn nghỉ dùng con đi. Còn nếu mà bức xúc quá cho cái bao dùng. Còn ở đây, khoảng này sao? Ở đây chết tiêu rồi, chết rồi, cái này chết rồi, chết tiêu rồi, chết tiêu rồi. Vậy thì cái khoảng này, ok, vui lắm. Tương tự, khoảng này, chẳng sao cả, làm gì đại ứng mặt cũng sớm như vậy. Tại vì thường những cái người dùng phương pháp của siêu này là phải kinh cho đều, chiếc kinh là 15 ngày, 5 ngày, 4 5 ngày, 19 ngày, thua. À. Cái này thì nó mới chọc mấy cái ông nhà ngoài Bắc mà thời con cấp ngày xưa đó. Hồi xưa một tháng là cấp được 7 cái đau con tùm. Có tiền là không mua được nha. Các bạn có tiền mua tiêm cũng được, không phải nữa nha. Một tháng là được phát 7 con tùm. Mấy thằng nhỏ này chưa có vợ là không được phát. Ông có vợ thì phát 7 cái. Như vậy thì ông không có biết xài, ông về thì giờ ông có bầu. Cái đi ra cứ hút thông hút hoài, cái đó bây giờ nó tới cái bầu hoài, nó tự lớn xuống rồi. Về mà xài cái ông mưa đi, cái này thế à? Từ về, cứ mỗi một lần ông hàng thử thì bận cái ông mưa vô. Rồi ra cái bao cao su là cái ông mưa đó. Ta kêu vậy, thôi cái bầu nó đi ra. Thôi cô ơi, cậy nó đi chứ, cứ mỗi một lần thì cứ mở, bận cái ông mưa vô, nó vướng quá à. Cái không phải bắt đây, cái ông mưa là cái này
chị bắt dùng cái này đi nhé, con không dùng cái này là có bầu nữa, lần sau ra có bầu nữa. Sao tôi cũng dùng hoài mà có bầu, nó bắt dùng kiểu cứ một lần làm cái chuyện đó thì tôi ăn một cái. Em bị bắt nó dùng là ăn mà, và bắt dùng cơ. Ôi, phải bắt ơi, là vậy nè, đây đẹp quá chị bắt nghe, khé bắt ra. Rồi cái lúc đó, khi mà bắt thật sự đó, em bắt tôi có nhiều gì nè. À, tôi không có nói kỹ, để bắt đầu từ đó thì sao, cái cứ mỗi lần làm cái chuyện đó, mấy em để yêu này, em còn một tay em làm việc là tôi không có bầu nữa. Thế ra cái ô sơ kỳ tôi cũng chồng vô đàng hoàng, bác ơi không phải đó là gì 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 nè. À thì cô có chỉ cho kỹ chứ, tôi chỉ thì về con làm rồi. Thế sau khi lúc đó giai đoạn mà nó tương lai chồng có lấy chồng được. Đồ hay quá em vừa thích luôn ha, vừa có hay quá. Cái rồi cái đầu chồng được, được cái đó tốt. Ủa mà sao nó còn dư như vậy? Thấy em cái bộ con ai cái chỗ đó là nó phải để cái tinh trùng nó ra, nó cả muộn hơn mà. Mấy cd của ông ta, nếu là em nói em biết kịch gì sao, nó trào ngược cái lần. Nó là chọc là chọc mấy chọc nó chơi, cái này không gì đâu, ai đâu mặc phục dữ vậy. Đây nó là biểu môn mầm, một vỏ, một gửi. Cái gì thì ở đây mình có biểu môn mầm, mình có màng trắng. Nếu màng trắng này là nó trong ha. Đây, cái này nãy mình nói rồi. Ôi, đang đứng thiên thủy, rất là nhiều, trắng em nhỏ. Còn phải cái đầu này dẹp thôi nha. Đây, để bố mầm tế bào thành tổ mô ấu trúc để bố mầm cơ quan buồng trứng. Ở đây là màng trắng, và đây là nguyên một đám mấy chục con đang đứng thiên thủy. Thì ở đây có cái này là có phân biệt ra làm màu tương rồi nhân rồi tế bào dẹp dẹp, nó làm tế bào nang dẹp. Nhưng mà khi thi một trong ba câu hỏi đó hỏi là tế bào gì, trả lời nang dẹp, cấu trúc gì, nang trứng nguyên thủy, không có phần thật ra gì hết trơn nha. Đây biểu mô mờ màng trắng, cái đám này nang trứng nguyên thủy. Tế bào gì, mặc dù có thể không có nhìn thấy rõ nhưng mà vẫn nói đó là nang dẹp. Đây biểu mô mờ màng trắng, và đây rõ ràng là tế bào màng dẹp đấy, nang trứng nguyên thủy. À, mình lên sơ cấp thì nó phải là một hàng tế bào nang vuông, và đặc biệt nó phải có xuất hiện màng đầu trung. Anh này dẹp lép cho nên nó làm nguyên thủy. Anh này nhân nằm phía giữa tế bào thì nó đã là đang trúng thực rồi. Đây tế bào hình khối vuông cấu trúc nang trứng sơ cấp cơ quan buồng trứng. Cái anh này là nang trứng nguyên thủy, nang trứng sơ cấp, anh này thứ cấp. Bây giờ mình lên cái thứ cấp rồi thì nó sẽ vẫn còn cái mạng đặc thù của nó. Và mình coi đây, sơ cấp, thứ cấp rất là rõ. Anh này không còn bàn cãi gì nữa, quá nhiều hàng vậy rồi. Cái anh này mình nhìn kỹ đi, nó cũng có hai ba hàng đồng chất bên nhau. Đây là hình ảnh với cái nhân viên điện tử của cái đang trên thứ cấp. Ai có hấp thì nước nó sẽ hợp lại với nhau tạo thành một cái hấp thiệt là con. Đây, này là có hấp rồi đó. Và cái đang trứng có hấp này, các bạn không cần phải phân biệt ra là lớp tế bào nó hấp gì trên. Chỉ ở đây, có đúc gì, đang trứng có hấp là đủ rồi. Rồi qua tới nang trứng chính thì bắt buộc phải có hai cái cấu trúc mà mình nói hồi nãy. Thì đó là nang trứng chính. Đây, phải chính là cái quy đồ. Này, không có cần nói mấy cái nhỏ nhỏ này. Tại vì không có học đâu mà nói. Nó chính là nó đục rồi. Thôi, bây giờ con ta có chia như thế nào? Một loại bào một sẽ chia ra cho nõn vào hai, và nõn vào này chỗ thi của cô là một mở vào một cho ra một trứng chính và ba bụng cầu. Ba bụng cầu thì không tham gia vào quá trình sinh sản. Cái chỗ này nó khác thành kia biến đổi, còn thằng này là chia hoài, cho nên cứ chia đôi cô bỏ cái phần ra luôn, cô không hành động đến đó. Và cô chỉ quan tâm đến chỗ một mở vào một cho ra một trứng chính và ba bụng cầu.
Thì sự đụng chứng chẳng qua là sự thoát cái nỗi của nàng là thôi. Tuy nhiên, chưa rõ, nhưng có lẽ là do ba cái phần mà cô đã nói nãy. Lời nó chết đi, thì không còn có cái gì, cái gì đã bị ăn hết đi. Nhưng nếu mà là sơ cấp trở lên, thì màn cảm xúc vẫn còn lại đó. Đây, hình ảnh của nó, thì con có học. Và khi học thấy nó con phát triển hơn. Đây, cái tuyến này là tuyến nội tiết kiểu lớn tạm thời mà nó rộng. Và vì nó tiết ra cholesterol, cho nên trong trường hợp em thấy dọa sản thai, cái tử cung như vậy, cái thạch nó dày như vậy, anh lại ảnh vô như vậy. Khi mình làm nặng, mình gắng sức, mình té, được tim được tay, bị cái gì đó, thì cái anh này anh tăng co. Còn khi anh này tăng co thì anh nhúc nhích thì cái thằng này sẽ bị lỏng lỏng. Giống như bây giờ mà mình trồng cái cây mới, cái cây bự về mình bướm mình trồng, mình phải có cột, mình cột cái lại gì để mình giữ. Chứ nên mình không giữ gió, nó lung lay thì cái rễ nó không có bắt tóc được, nó sẽ chết. Trường hợp này cũng vậy, nó nằm đây, nó lúc đắp thì máu nó chảy ra, và nó nằm trong lòng của tử cung cho nên nó đi ra ngoài, nó ướt cái thằng nhỏ. Thì đó là bị cái loạn thảy. Cho nên lúc đó, trong trường hợp này thì đầu tiên phải cho sản phụ nằm nghỉ lên. Để chi? Không có vận động, không có gắng sức cho ngày đã định cho con. Mặt khác mình cho cholesterol vô, thì cái cholesterol nó sẽ làm mềm cơ tử cung lại, thì nó sẽ cải thiện được cái loạn. Sản thể hồi nãy cô nói rồi, cô có thể cho Thi là ngày, tuần, tháng đặc cảnh của nó. Và ở đây là mình thấy là nó tiết ra cái này, cho nên người ta có ứng dụng nó để người ta tiết cái cholesterol, thì người ta có ứng dụng nó để mà người ta làm cái thuốc rồi thay. Thì bây giờ các em thấy nó cái thuốc rồi thay đều. Khi có tinh thần năm ngày cũng uống bỏ ngày đi. Nhưng mà những ngày cuối vẫn cứ uống. Cho nên thực tế thì những ngày đó viên thuốc không hề có thuốc, không có được nội tiết, chỉ là lá dưỡng chỉ sắc thôi. Để làm gì? Giờ bây giờ dặn cô uống đi mấy ngày, nghỉ mấy ngày đó, tinh có tinh thần nào uống thôi, cho nó vui quá đi. Thành ra bây giờ bạn cứ uống thì uống hết, chỉ đó được bỏ. Thì được ra nó không có gì nữa. Cholesterol bị giảm xuống rồi. Khi cholesterol giảm thì sao? Lượng các bạn không tin. Chính vì vậy mà các bạn trẻ mà kinh không đều, khi bác sĩ trời ơi, bác sĩ này hay quá, kinh nghiệm quá. Tại vì cho uống thì thường hay đó. Tại vì mình ngưng thì nó sụt. Còn uống thì được. Bởi vì các cao tưởng đâu có kinh đâu. Cho nên cái đó là chỉ hay. Chứ thật ra cái gì thuốc là các bạn nghiên cứu rồi, có gì đâu hay. Cho nên khi mà nhìn trong cái chuyện đó, có cái vị thuốc người thai nó tự nhiên quá, nó uống thuốc người thai. Ủa nó đâu có thuộc nó uống người thai làm gì? Phải không? Cô đưa các bạn thông tin, cái thuốc người thai để dành cho người lớn, vợ chồng sống với nhau, chuyện nó có thể diễn ra bất kỳ như là thì ngày tới rồi. Còn như các bạn, cô không có dám nói là bạn không có thai, cô không dám, không làm chuyện đó. Và nếu như các bạn có làm chuyện đó với cô cũng là bình thường thôi. Tại sao vậy? Vậy là con người thằng nào không có cái đó, thằng đó nó bình thường. Cho nên là cái chuyện đó với cô, mình sống khá không thì mình ý tứ chút vậy thôi. Vậy đó thường. Cho nên ngày con cô còn nhỏ, cô không bao giờ cấm nữa. Mình chỉ nói là ê, còn đàng hoàng nhé. Nó có bầu. Mình nghĩ không? Mình chỉ nói câu gì thôi, mình tự thân nó lo. Nhưng mà mình phải đưa cho nó cái thông tin. Ví dụ như mình ngồi uống cà phê với bà chị, với mấy anh em nó, thì mình cũng giả hộ nó. Trời cái thuốc giờ nó hay hết sức. Và đó mình không có uống thuốc người thai thì mình chết nha. Bây giờ nó hay lắm. Bây giờ là chỉ cần lỡ mà bức xúc gì rồi là uống nhiều mối xin cho cho nó êm. Còn đầu nó trồ rồi, để nó cái thằng của họ nhớ là A, B gì không? Đó nó hay ghê, thằng đó nó là xây dựng gì chứ nó biết cái gì bố đi no được đó này. Buông vô cái gì rùng. Thì khi thằng này nó còn nó nghe, chứ nó là ta biết là trên đời này có cái gì đó để phạm nhận. Cái lực
sao một lần nữa. Mà không có nói đó là ê mình làm có kêu tao đưa đi thuốc có đó không vậy, không biết cách gì được. Khi mà mình ngồi nói chuyện mình đó, ê ngày bây giờ mình có một cái thuốc gì đó, ta cho uống bốn viên, ta uống một tháng này là nó nói ta uống sáu viên rồi đó bạn. Chẳng hạn nghe, ta phải biết là các giới hạn của nó là bằng đâu. Cho các bạn, các bạn kể đó, các bạn kể và đừng từ khuyến khích nó, ê có gì chứ là cũng không được. Nhưng mà rủi, lòng lòng cũng được, bức quá nó xúc, và đầu bức xúc á, thì là nó có gì đó. Như vậy thì các bạn thấy là đừng bao giờ uống qua uống đi. Và cái người mà xài được nội tiết này là thường xuyên hơn mình, đó là vận động viên. Ví dụ cô là cô biết chứ cô là hay xài hay là điều quan nghe, nhưng mà bây giờ kiểu cô thi đấu thế nào thì là cô rất là lo cái lần sau đây thì cô chơi nhiều còn cả bệnh viện nữa, lượng nội tiết cao nó ngưỡng nè, đâu có tin. Xong ngày mai nó thải ra từ từ ngày bốn sao sạch sẽ, bón xong rồi, ngưng thuốc làm xịt rồi. Con đã đi biển, các bà mẹ chắc con đi biển, hứa con, chắc đi tắm. Và lúc đó nói ao cho tắm, cho nên có nhiều người uống thì được uống. Tất nhiên cái này không khuyến khích, nhưng mà cũng rất là nhiều người lựa chọn việc đó. Thôi cái phần này là mấy em tự động. Cô chỉ cần lại cái slide ở phía sau cùng, đó là cái sơ đồ. Và cô đã học cái phương pháp từ nãy đến giờ. Nó chính là ba kỳ. Bây giờ các bạn có thấy cái này trước mà là phía sau, cái này mà là phía trước, nó cô có lộn không? Kỳ này là kỳ thần kinh, kỳ này là kỳ sau kinh, sau khi thấy kinh. Bây giờ nếu các bạn hết chu kỳ, các bạn một hai ba ngày đây thì kỳ này là kỳ kinh trước khi cô thấy kỳ kinh thì mình nhận biết sau. Vì thì cái phần chỗ này là là các bạn thấy là đi bàn của cô là nó sẽ có cái bề dày nhất định. Và bài đầu tiên thầy đối với dạy với các bạn biểu mô có tính tác động mạnh, đặc biệt là biểu mô phủ. Phủ thì là phủ mặt trong các khoang thiên nhiên, trong đó có tử cung. Dạ, ở đây là thành của tử cung, có mạch máu, có tuyến tử cung, ở đây có cái lỗ cổ tử cung, biết chưa? Đây, bây giờ đi mạng bình thường vậy đó, nhưng mà bây giờ nó sẽ bị xung huyết và xung huyết cục bộ. Tuy nhiên nó đứng hết, nhưng mà cô chỉ vẽ đứng một vòng cho nó dễ nhìn. Được chưa? Và đang đi vậy, tim của cô mạch máu đang đi, đứng phát chuyện gì tới đây? Để máu, thì máu sẽ chảy nào từ đây, có cái lỗ cổ tử cung đi ra ngoài. Đây là hiện tượng thần kinh. Mà trong máu kinh là nó ao, nếu tình thoảng có cái lần gần trong đây là bình thường, tại vì niêm mạc tử cung nó đi theo. Chỉ thì không lẽ đấy, tháng sau đứt nữa biết là tăng luôn tử cung rồi, cho nên nó phải tái tạo. Xong giai đoạn nó hết kinh rồi, nó tái tạo lên lại, tái tạo lên lại. Đây là hello, yên rồi đó, mắt vô thì vô đi. Thì nếu vô thì hai anh chị chạy nằm ở đây, còn nếu không có thì sao? Đứt tiếp thì một chuyện gì mới. Và đây là hiện tượng tái tạo. Thì cái này có phải vừa có tinh xong mới có tinh xong tái tạo lại. Như vậy thì cô mới vừa có tinh nè, thì đây là giai đoạn tái tạo, là giai đoạn sau tinh. Còn ở đây cũng đứng rồi, chuyện gì xảy ra sẽ có cái gì? Quả thể tới đây tiết progesterone bớt lại thì cuối cùng ở đây là có một cái lần nè, thì người ta nói kỳ này là kỳ quả thể, còn kỳ kia là nó sẽ tái tạo lại liên mạc tử cung tăng sinh trở lại. Bây giờ mình sẽ coi mấy chữ cuối cùng của cái slide này là gì. Kiềm kinh là hoạt thể đã bị thoái hóa, progesterone giảm mà. Nhớ cái điểm người ta tái dụ không? Không có progesterone trong đó chút nào hết. Mà hoạt thể bị thoái hóa thì sản phẩm của nó phải có kinh, cho nên họ có kinh. Đây cái kỳ cái gì là kỳ sinh sản. Hồi nãy nó sinh đầy lên đầy lên đầy lên đó. Như vậy là niêm mạc của cô được khôi phục trở lại và được đánh dấu bởi ngày thứ 14, đó là tự lượng chứng. Và cuối cùng vì trước kinh nó có hoàn thể hơn là vì hoàn thể nó được xung huyết và hình thành một cái hoàn thể. Và cái hoàn thể này có hai ngày, không có hai ngày nên là hai. Và cuối cùng
ngày thứ 14 chứng dụng. Và lúc này người ta thấy NH cũng tăng cao, chứng dụng tạo thành một cái ám hoàn thể, cho nên kỳ này là kỳ hoàn thể. Ở ngang này progesterone giảm xuống độ 1, 2, 3, 4, một kỳ tinh tấn xảy ra. Anh này đứng ngang này hết tinh rồi, đầy đó là thời kỳ tái tạo, đó là kỳ sau sinh. Cô hết này, còn ý thức của cô là hết.